Đây là trường tiểu học Nguyễn Nhật Thị. Ủa cây bị đốn hả ta? Rồi nó đốn luôn cái cây trứng cá của mình rồi. Bữa có cây trứng cá đây nè, nó đốn rồi. Giờ xong phim. Hèn chi nó chuẩn bị nó quy hoạch cái khu này nè, nên là bữa nay nhìn rất là lạ luôn á. Hôm bữa cỏ cây này kia quá trời luôn, bây giờ thì cỏ cây này kia nó bị xịt thuốc, nó đốt, nó xịt thuốc hay gì chết hết rồi. Cây trứng cá thì nó cũng đốn luôn rồi. Cây cỏ này kia nó đốn, nó đốt hết. Bởi vậy á, nhìn nó uổng gì đâu á. Hôm bữa ở đây cây cỏ rất là nhiều luôn, còn bây giờ toàn là rơm rạ đâu không, mà nó đốt nó đốn thì nó xịt thuốc trừ sâu gì á. Bữa có cây trứng cá đây nè, như là cái clip trước mình là mình hái trái trứng cá đây nè, bây giờ thì nó đốn rồi. Đó, nó đốn rồi, toàn là cây bị chặt thôi à, bị đốn hết rồi. Trời ơi, cây trứng cá của tôi. Cây này nó không có trái. Đây là trường tiểu học Nguyễn Nhật Thị nè, thì nó nằm ở phía bên quận 8. Nó nằm ở phía bên quận 8 trên đường Bến Bình Đông. Trường này rộng lắm. Giờ nó đốn rồi, nó chuẩn bị nó quy hoạch đó để nó bán những cái đất này nè. Đó giờ rơm rạ không, nó đào lên nó bới, không biết nó làm cách nào. Mình nghĩ là nó sử dụng thuốc diệt cỏ, sử dụng thuốc rầy, thuốc trừ sâu này kia. Hôm bữa là còn cái đống cây giống như vậy nè, nguyên cái khu này luôn, còn bây giờ thì mất bớt rồi. Ôi thật là buồn. Đúng là mọi thứ nó thay đổi nhiều ghê luôn. Có con chó. Đi đường này giống như bài hát là tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vậy đó. Nó đốt, này kia nó đốn.
phới này kia lên, biết rồi, cây xanh mất hết. Lũi phải không? Hôm bữa đâu có chùi lũi giống vậy đâu. Bữa nay tự nhiên quay lại cái nó chùi lũi vậy. Nhìn nó kỳ cục ghê. Hôm bữa mình nói có cái trứng cá đây nè, mình nói là không có dám vô tại vì sợ rắn đít này kia. Bây giờ vô được đó. Nhưng mà mấy cây trứng cá này bây giờ bị nó xịt thuốc hết rồi, ăn thì chỉ có nước chết thôi. Thôi thì thôi, rất là buồn. Tôi cũng đau lâu lâu được vô trong những cái mảng xanh giống như cái chỗ đó, mà bây giờ thì không, bây giờ thì không được. Bởi vì nó đổ cái gì hết. Đây là đường gì ha?
đây người ta xây nhà lầu quá trời luôn nè, lưu phục phước. Ở đây có cái bến phà. Ở phía bên tay trái của các bạn đó, nhìn ở đây nè, thì có những cái trò chơi của con nít đó, giống như là đu quay nè, rồi cưỡi ngựa đó, rồi nhà banh nhà pha này kia. Nhớ ngày xưa mẹ mình dẫn mình đi chơi. Bùng một cái bây giờ lớn tầng ngồng rồi, vẫn chưa làm được gì á. Thật sự ra ba lớp đều những chuyện muốn khóc thôi. Nói chung là cuộc đời mình nó ít có khi nào được vui lắm, buồn nhiều hơn, toàn là buồn không ạ. Dân tôi bằng lên á, nó được một cái là nó rất là thoáng nha, nó thoáng lắm luôn á, nhưng mà nó xiết tay mình á, ấy là nó có những cái sợi sợi cuốc sợi này kia mỏng mỏng á, nó xiết tay mình á, nên là đau lắm, nói chung là đau lắm. Mặc dù á, là cái dân tôi lên á, thì cái cảm giác khi mà mình chuyển xe á, cái cảm giác cầm nắm á, nó rất là thật. Sắp tới chỗ để tới cái ngoại mình rồi. Chủ dịch này mình với thằng bạn mình thì sẽ ghé vô trong chùa này để thăm ngoại mình. Bây giờ mình đang ở cái thùng camera này kia nè. Với lại ngày hôm nay ngày rằm nữa, chùa cũng đông nữa. Nên là thôi, có thể là chỗ này mình sẽ không ghé. Không biết ngoại mình nằm ở trong chùa, nó tốt của ngoại mình nằm ở trong đó thì mình chạy nghe ngoại mình có biết hay không. Ủa cái chùa đâu rồi? What the hell? What happened? Dòng lại coi. Bữa nay ngày rằm mà sao chùa vắng hoe vậy ta? Nếu mà sau này mình giàu á thì mình vẫn thích đi những cái chùa nhiều. Dạ. Nó xiết tay đầu ghê luôn á. Nó xiết vô mấy cái kẻ ngón á. Thôi đi về. Đông nhông vậy đủ rồi.
là đường Nguyễn Sĩ Tố. Nguyễn Sĩ Tố cái tên là Nguyễn Sĩ Tố vậy đó. Đây là hẻm 38 mẹ cốc. Đứng trên cầu này mà quăng con cá xuống nước nó chết bà nó rồi, nó bị chấn thương rồi.
làm nhiều cá lắm nhưng mà không có vốn. Bởi vì chúng lúc nào mới xế và cũng không bị đỏ ra. Đồ này là chạy phải để ý bởi vì ổ gà nhiều lắm. Đâu trên kia kìa ổ gà mất phê. Đó ổ gà đây nè, ổ gà đây mới đã nè. Đóng luôn nguyên con đồ ổ gà không phải thì chứ
của là đi nghỉ dụng ở đây. Đây là đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Đây có cái trường nữa nè, trường trung học cơ sở Kính Hưng.